Xin mến chào quý chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2021, mình tiếp tục cập nhật tình hình trên địa bàn thành phố Sóc Trăng như sau. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2021, thì mình tiếp tục cập nhật tình hình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày hôm nay như thế nào. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi. Thì ngày mới cuối tuần mình cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ cùng Sông Nước Miền Tây hành trình ở khu vực chợ Sóc Trăng ngày hôm nay như sao. Thì hôm nay chợ thành phố Sóc Trăng thì cái không khí rất là mát mẻ các bạn. Thì mình đang đứng ở khu vực đầu chỗ công viên 30 tháng 4 để chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem tình hình của ngày hôm nay, sau khi tình hình trong những ngày qua trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có nhiều ca F0 sàng lọc trong cộng đồng rất là nhiều và số ca mắc mới tăng cao các bạn. Cho nên hiện bây giờ bà con mình nếu có đi ra ngoài thì phải tuân thủ theo 5K như khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách và không tập tụ đông người và khai báo y tế để bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ cho mọi người xung quanh. Cái trước với hình ảnh của mình đang đứng ở chỗ bưu điện tỉnh các bạn. Còn cái đường thẳng này là các bạn đi xuống đường 30 tháng 4 hay còn gọi là bãi sầu dưới. Còn bên tay trái mình đây là cái bến xe gọi cũ, hiện nay là cái bãi giữ xe của thành phố nha các bạn. Đây là cái bãi giữ xe của thành phố hiện nay. Hôm nay mình sẽ mời các bạn đi dọc một vòng ở khu vực này cho các bạn xem tình hình của ngày hôm nay ở đây. Thì theo thông tin của Sở Y tế thì ngày hôm qua của thành phố Sóc Trăng có 588 ca mắc mới và có 388 ca sàng lọc trong cộng đồng. Và trong khu vực phong tỏa thì có 71 ca các bạn. Và những người được khỏi bệnh xuất viện là 442 ca. Và có tử vong là 4. Còn mỗi người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện nay được tiêm vaccine một mũi là 92,63%. Người dân trên 18 tuổi tiêm được 2 mũi là 76,19%. Thì hiện nay vaccine của thành phố Sóc Trăng nó phủ cũng rất là nhiều các bạn, cho nên cũng đừng chủ quan. Khi được tiêm vaccine thì mình cũng ra ngoài hãy tuân thủ thêm 5K nha các bạn, để bảo vệ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đi dọc vào trong đường Hai Bà Trưng hay còn gọi là đường giữa ngày trước các bạn. Hiện nay thì bà con mình hay quen gọi cái chỗ này là đường giữa các bạn. Thì mình bắt đầu đi dọc vào con đường này cho các bạn xem tình hình của ngày hôm nay. Thì hôm nay cái không khí ở này rất là mát mẻ luôn các bạn. Nắng rất là tốt. Hồi tối thì cũng có mưa gào gào đó các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ quẹo con đường này là đường này, chỗ này bằng đêm có bán cái hồng trà sủi đó các bạn. Thì hay còn gọi là đường cây me. Hiện nay cái tên đường này là đường Phạm Ngũ Lão nha các bạn. Đó các bạn,
biết lý do là cây me ở này có cây me cổ thụ rất lâu đời ở phía trước mình là các bạn, để mình đi xuống dưới khu vực này cho các bạn xem. Đây là cây me này, bây giờ nó cũng rất là lịch sử, người ta gọi là cây me, đường cây me. Thì bây giờ mình sẽ quẹo bên đường bên này. Đấy, bây giờ các bạn vô trong chợ thì phải có khai báo y tế đâu nè các bạn. Bây giờ mình quẹo đường này là đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Đây là con đường Nguyễn Trãi. Thì ở khu vực này thì người ta cũng bán trái cây rất là nhiều các bạn. Còn phía trước mình đây là đường Nguyễn Văn Chỗi, thì cái đường này là mình đi ra đường chùa Ông Bổn hay là đi về trường Hoàng Diệu các bạn, hay là đi về đường Mạc Đĩnh Chi đồ. Đây là cái đường này là mình đi ra đường giữa đường nha các bạn, ngay chỗ chùa Ông Lớn nè, chùa Ông Bổn á, là đường Nguyễn Văn Chỗi hiện nay. Rồi bây giờ mình đã đến cái chỗ khu vực chợ trung tâm của thành phố Sóc Trăng các bạn. Thì ở đây thì người ta bán rất là đông các bạn. Thì tình hình của hôm nay như thế nào thì mình sẽ đứng ở khu vực chợ chia sẻ đến cho các bạn xem tình hình của ngày hôm nay. Và các bạn nhìn thấy là bà con mình đi chợ cũng khá là đông, nhưng người ta hầu như là khẩu trang 100% luôn các bạn. Mình rất sợ, cho nên bây giờ người ta ý thức cũng rất là cao rồi các bạn. Khu vực chợ đường bên đây là đường 3 tháng 2 nè các bạn. Còn đường này các bạn đi thẳng là đi xuống đường chùa Hoàng Diệu hay là đường Hoàng Đình Chi đó các bạn. Còn bên đây là chợ trung tâm của thành phố. Đây, cái khu vực chợ trung tâm của thành phố Sóc Trăng các bạn. Khu tạp hóa Gia Dị, khu D. Đây, anh quên đề đường này là đường 3 tháng 2 các bạn. Thì đường ở đây thấy bán trái cây khu vực này rất là đông luôn, ở đầu đường 3 tháng 2 thì mình chạy hết cái dọc xuống đường này thì các bạn qua bên kia là đầu cái khu vực của chợ rau cải đó các bạn, rau củ quả nè. Thì một dọc cái này rất là đông. Thì các bạn nhìn thấy hiện bây giờ người ta bán, người ta cũng giữ khoảng cách, mấy chỗ người ta làm cũng có cái miếng tấm trắng đó các bạn, đứng ở đây cho các bạn xem đó. Bên đó là người ta bán khu rau cải đó các bạn. Thì hiện bây giờ tình hình dịch này có phức tạp, nhưng bà con nếu mà có thời gian thì mình hãy nấu nước dừa với gừng với đường phèn để mình tăng sức đề kháng cho cơ thể nha các bạn. Đó là một cái biện pháp hiện bây giờ rất là hữu ích đối với mọi người. Rồi bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày thứ bảy cuối tuần thật vui vẻ và có nhiều niềm vui bên gia đình và người thân, bạn bè. Và nhớ thực hiện tốt thông điệp 5K. Hãy bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cộng đồng. Xin mến chào lời quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của mình. Xin máy bay.